Xin chào tất cả quý cô chú, các anh chị em và các bạn. Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh Nga Võ Illinois. Hôm nay là tối thứ tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021. Trong cái video hôm nay, Nga kính xin gửi đến quý vị rất là nhiều thông tin. Thứ nhất là cập nhật cái sứ mật chắc 1400 cái thay đổi có một cái thay đổi là giới hạn về thu nhập và một cái tin mới nữa là bên cộng hòa là loại bỏ hai cái mục trong cái gói cứu trợ kế tiếp là cách kiểm tra cái tình trạng hồ sơ thất nghiệp của quý vị như thế nào và cái số tiền là PEBT á quý vị là 450 cho một à, sinh viên cái này là áp dụng cho tại thành phố Chicago và vaccine thì có là ba loại thì quý vị biết rồi và nga sẽ chia sẻ các thông tin chi tiết trong cái phần này và Tiếp theo là Nga sẽ cập nhật cái tiền thất nghiệp 300 trên tuần, trong đó có 45 tỷ bang nhận được 2.400 đô la, chắc nhiên là 8 tuần. Và Nga cập nhật 50 tỷ bang là Nga sẽ cố gắng đọc trong vòng là 2 phút cho 50 tỷ bang thử là kịp không nha quý vị. Dạ, Nga cũng mời quý vị là à, vui lòng là nhấn nút đăng ký để mà quý vị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của Nga đồng thời ủng hộ kênh nhấn like, nhấn share Nga rất là mong mỗi ngày đó quý vị là được 20 người thêm 20 người đăng ký Nga kính mời quý vị giúp Nga nha Nga cảm ơn quý vị rất là nhiều Thông tin đầu tiên đó là ký gói cứu trợ lần thứ ba có thay đổi đổi một chút xíu. Đó là với cái sự thay đổi này thì là Tổng thống và bên Dân Chủ đó quý vị là Thượng viện đã là có ký mức thay đổi một chút xíu. Tất nhiên là quý vị những ai mà cá nhân á, có cái thu nhập 75.000 đô la một năm thì vẫn là nhận trọn vẹn là 1.400 đô la cũng như là một cặp vợ chồng kết hôn khai thế chung thì có cái mức thu nhập chung là 100 mươi 000 đô la thì cũng sẽ là được là trọn dạng 1 400 đô la và những cái mức nào mà cao hơn á thì bắt đầu bây giờ là người ta đưa ra cái mức là 80 000 đô la cho mỗi cá nhân và 160 000 đô la cho một cặp bà vợ chồng thì bắt đầu là cái số tiền đó là nó sẽ giảm dần cho tới là không đồng và nga soạn vào đây cho hai cột đây để mà quý vị có thể dễ dàng làm theo dõi, tham khảo thì trước và bên đây là sao? Chứ là trước đó là quý vị là hạ viện thông qua là quý vị biết rồi. Mỗi cá nhân có, có thu nhập 75.000 đô la thì nhận được 1.400 đô la. Cặp vợ chồng khai thuế làm 1.150.000 đô la thì mỗi người là 1.400 đô la và hai người là 2.800 đô la và cái suy mặt chắc này giảm dần cái tỷ lệ nghịch tất nhiên là lương càng cao thì cái suy mặt chắc 1.400 nó càng giảm xuống như vậy là có ở mức nè 100.000 đô la thì bắt đầu là cái số tiền xí mực chắc nó giảm dần và cho đến là không đồng và thu nhập một cặp vợ chồng khai thế chung thì cái mức là 200.000 đô la thì bắt đầu cái xí mực là giảm dần xuống cho đến là không đồng như vậy thì đó là trước đó và sau sau đây là bây giờ hiện tại nè là thay đổi thay đổi là cái gì đây thì cái mức thu nhập á là cá nhân 75.000 đô la và cặp vợ chồng 150.000 đô la thì vẫn là nhận trọn dạng 1.400 đô la nhưng mà cái điều gì đã thay đổi cái thay đổi ở đây á là cái mức á mà cá nhân nào á mà khoảng ở giữa là 80.000 đô la tới 100.000 đô la thì bắt đầu á là cá nhân đó là nhận là không đồng và cũng như là thu nhập một cặp vợ chồng khai thế chung là 160.000 đô la tới cái khoảng là 200.000 đô la thì là cái lại không được nhận tất nhiên á, là bên đây quý vị để ý là bên đây cái cái bên đây nó thay đổi tất nhiên là bên đây cái số tiền thì nó lớn hơn và yeah, người ta làm vẫn còn được nhận nhưng mà bên đây bắt đầu người ta giảm lại dạ yeah. tất nhiên là bây giờ người ta giảm lại muốn là những người đó là có cái mức thu nhập cao á là không có là nhận cái xí mặt chắc là một 400 bốn yeah. dạ đó là cái sự thay đổi thay đổi là tại vì sao lý do như thế nào đó là vì cái áp lực từ các thành viên dân chủ thượng viện trong cái gói xí mặt chắc này trong cái gói cứu trợ lần thứ ba này thì và vẫn là có là thẻ tín dụng mà thuế trẻ em dạ thì bên đây đó là người ta cũng có nói nè quý vị là 350 tỷ là dùng cho à, tiểu bang nè và địa phương 130 tỷ dùng cho là hỗ trợ trường học 160 tỷ là dùng cho vaccine và về hệ thống là sức khỏe cũng như là gia hạn trong đó là cũng có là gia hạn về cái thẻ tín dụng trẻ em và hỗ trợ tiền thuê nhà và thức ăn một kế tiếp là cộng hòa loại bỏ hai cái mục trong cái gói cứu trợ lần thứ ba cái mục đầu tiên á là trong đó là có 100 triệu cho cái uh, hệ thống transit ở bên uh, San Francisco là bên California. Và cái mục thứ nhì đó là cộng hòa cũng muốn loại bỏ đó là 1.5 là triệu cho cái uh, cái cầu là Seaway International đó quý vị là nó nối liền giữa bên tiểu bang New York và Ontario là bên uh, phía bên uh, là Canada. Tiếp tiếp là cái tình trạng này là có khá nhiều quý cô chú anh chị là vào trong cái hồ sơ mà không biết là cái hồ sơ mình nó như thế nào thì Nga cũng rất là thông cảm, rất là hiểu cái vấn đề đó. Và cái vấn cái hồ sơ này cũng là một trong nhiều quý vị đã chia sẻ với Nga. Thì um, kiểm tra cái cách mà kiểm tra cái tình trạng hồ sơ thì quý vị là ngay ngay hai hai là nói với quý vị hai chia sẻ với quý vị đó là quý vị cần vào trong cái tài khoản kiểm tra cần vào trong cái hộp thư của trong cái hồ sơ để kiểm tra đó là trong cái phần này đó quý vị là ngay nói có hộp thư là ở đây đây và dạ. và trong đây á nếu như mà thư từ thư tính đồ gì mà có cái mà quý vị thấy có cái này những cái cái phần này mà có cái số 1, số 2, số 3 hoặc là có những cái cái vấn đề gì á là nó hiển thị lên đây ví dụ như trong cái trường hợp này là có là số 1 trong cái vấn đề là thư tính nè là có thể là xảy ra ví dụ như là lúc mà quý vị đưa vào cái địa chỉ cho nhà chẳng hạn hoặc là cái tên chẳng hạn là cũng có thể một cái điều gì đó cho nên là nó hiển thị lên đây cho quý vị và cũng như là một cái sự thật người ta tìm ra đó là cũng có thể là về có hồ sơ của quý vị như có những cái gì đó chưa có rõ ràng đó. cho nên là quý vị cần nhấn vào những cái thông tin đó để mà quý vị xem thử sở lao động người ta yêu cầu quý vị nộp cái gì và sau đó và sau sau đây là nga cũng sẽ chia sẻ một cái ví dụ và một cái điều nữa Dạ, cái phần cuối cùng đó là cái phần là pending issue. Thì những cái trường hợp ví dụ như là quý vị là sở lao động yêu cầu quý vị nộp những cái giấy tờ mà quý vị chưa có nộp. Ví dụ như là chứng minh công việc làm, um, và là giấy thuế hoặc là số ăn sinh xã hội và những cái thông tin đó. Cho nên quý vị cần nhấn vào đó để mà quý vị là xem và quý vị cần phải là nộp cho sở lao động thì quý vị mới file được cái phần tiếp theo đó là ví dụ như đây là một cái ví dụ chẳng hạn thì bên đây có những con số đó quý vị những con số gọi là cái 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 mã số đó dạ yeah. thì um, ví dụ như trong cái trường hợp này là yêu cầu nè yêu cầu là phải nộp cái um, cái bằng chứng về công việc đó cho nên là quý vị là cần phải làm trong cái hồ sơ này đó quý vị đây là pending adjudication tất nhiên đó là cái phần mà quý vị là những cái thông tin người ta cần mà quý vị chưa có nộp đó giống như là cái số an sinh xã hội thẻ xanh hoặc là những cái hồ sơ cần thiết nhưng mà quý vị chưa có nộp cho nên là người ta để hiển thị như vậy cho nên là quý vị cần phải nộp cho sở lao động để mà quý vị mới được certified Dạ, cái phần tiếp theo đó là cái hồ sơ của một bạn ở tiểu bang Illinois. Bạn nói rằng là bạn đã nhận tiền thất nghiệp và sau đó đó là nghỉ không nhận nữa và sau đó bây giờ là nhận lại. Thì Nga nói là thôi, trong cái trường hợp đó là cần gọi vào để nói chuyện trực tiếp với đại diện của sở lao động. Và bạn đã gọi vào là may mắn là gọi vào thì sau đó là bên tiểu bang Illinois là cái hệ thống mà điện thoại á, là gọi vào để lại tin nhắn và tên và số điện thoại sau đó người ta gọi lại và đúng như vậy người ta gọi lại và người ta giúp đỡ rất là tận tình luôn thì um, có hồ sơ của bạn là cần phải là cung cấp cái số an sinh xã hội nè rồi cái bằng lái xe và cái giấy thuế và sau đó đó là người ta giúp là có đưa cái số phone nữa đó là một tám trăm tám một bốn năm một ba quý vị nào cần á thì có thể là gọi cái số đó ngoài cái số là 18244 nha quý vị. Và Nga cũng một lần nữa Nga cảm ơn bạn rất là nhiều để chia sẻ. Theo thông đó tên. là cái phiếu thực phẩm PEBT 450 đô la cho mỗi học sinh là đây là áp dụng cho thành phố Chicago ở tiểu bang Illinois. Quý vị nào ở tiểu bang Illinois thì quý vị vào thẳng cái đường dẫn này để mà quý vị có thêm cái thông tin. Như vậy thì khi nào nhận được. Đây là bên ký trường ở Public ở bên uh, Chicago là người ta nói rằng là bắt đầu giữa tháng tháng 3 đó quý vị là mỗi mỗi một bữa ăn á là 682 đô la là là sẽ đưa vào trong cái thẻ và mỗi ngày cho tới là tháng 12 tất nhiên là đối với những học sinh là học từ xa đó quý vị tất nhiên là học ở nhà đó ha và 450 đô la cho mỗi cháu nếu như mà nhà có hai cháu thì lại được là 900 đô la và bắt đầu là từ tháng 4 là quý vị sẽ nhận được thư nè tất nhiên là người ta sẽ trả cho các cháu là từ nè tháng 1 cho tới tháng 3 và bắt đầu là tháng 4 là gửi về và sau đó thì những gia đình sẽ nhận được là cái thần phần này là hàng tháng bắt đầu là từ tháng 2 cho đến cái phần còn lại của năm học theo đó là cái phần xin thì hiện tại quý vị biết là cái phần vaccine Pfizer đó and Moderna đó là là hai cái phần đó là nó có cái hiệu quả đó quý vị là tới 95% và quý vị là chích là hai mũi còn cái Johnson Johnson là ký hiệu quả của nó là giảm chỉ có là 65 66 phần trăm thôi quý vị đó là cái thông tin mà à, nghe chia sẻ tới quý vị và một điều nữa đó là CDC cũng đưa ra cái thông tin mới nhất đó là những quý vị nào đã chích đầy đủ rồi nhưng mà quý vị cũng cần phải là ví dụ như là quý vị tương tác với người khác thì những những cái người đó cũng là đã là được à, tiêm chủng rồi hoặc là ví dụ là à, tương tác với những người à, sống cùng là an toàn nhất và trong đó đó là cái việc tiêm chủng đó quý vị thì người ta cũng khuyến nghị là bao gồm là đeo khẩu trang nơi công cộng và tránh xa chứ nhiên là giữ khoảng cách xã hội đó là nga sẽ đọc nhanh qua thử hai phút có kịp không như quý vị là cập nhật 50 tiểu bang trong đó là có là 46 tiểu bang đã nhận được 8 tuần Đầu tiên là Alabama 8 tuần, Alaska 8 tuần, Arizona 8 tuần, Arkansas là vẫn đang cập nhật quý vị. Dạ. Và ước tính là ngày 10 tháng 2. Dạ. California là 8 tuần, Colorado 8 tuần, Connecticut 8 tuần, Delaware 8 tuần, DC 8 tuần, Florida 8 tuần, Georgia 8 tuần, Hawaii 8 tuần, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa đều 8 tuần. Kansas 8 tuần, Kentucky cũng 8, Louisiana cũng 8 tuần, Mê 8 tuần, Maryland 8 tuần, Massachusetts, Massachusetts 8 tuần, Michigan 8 tuần. Minnesota là 8 tuần mà Mississippi là người ta cũng nói là đang cập nhật như quý vị. Missouri, Montana cũng là 8 tuần. Nebraska 8 tuần, Nevada 8 tuần, nên New Hampshire 8 tuần, New Jersey là 7 tuần, New Mexico 8 tuần, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio cũng 8 tuần. Và Oklahoma là cũng vậy Anh chị cũng có nói là nhận được rồi Nhưng mà hiện tại đó hiển thị lên đó quý vị là người ta nó cũng đang cập nhật Quý vị nào mà chưa có nhận được cũng là tiếp tục theo dõi hồ sơ như quý vị Oregon 8 tuần, Pennsylvania 8 tuần, Rose Island 8 tuần South Carolina là người ta cũng nói là đang cập nhật nè quý vị, gần gửi ra luôn á, dạ ước tính là ngày 9 tháng 2. South Dakota 8 tuần, Tennessee, Texas 8 tuần, Utah 8 tuần, Vermont, Virginia cũng đều 8 tuần, Washington, West Virginia cũng là 8 tuần, Wisconsin là cũng là đang cập nhật nha quý vị, dạ Wyoming là 8 tuần. Đó là cái thông tin số tiền 300 cho cái đợt này là đợt 2 đó nha quý vị mình là Nga. Nga kính mời quý vị nhớ bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh và xem những cái video tiếp theo của Nga. Nga kính chúc tất cả quý vị, người quen lẫn không quen, nhiều sức khỏe và nhiều an vui trong cuộc sống. Nga xin kính chào tạm biệt và xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo. Nga xin chân thành cảm ơn. Bye now.